Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Cô-rinh-tô. Đoạn 16. Về việc quyên góp tài chánh cho các thánh đồ, thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Ga-la-ti. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần. Đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. Khi đến, tôi sẽ phái những người mà anh em tín nhiệm mang thư của tôi và tặng phẩm của anh em đến thành Jerusalem. Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi. Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi đi qua Macedonia, vì tôi định qua Macedonia. Tôi sẽ lưu lại với anh em, có thể trọn cả mùa đông, để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi muốn đi. Nếu Chúa cho phép, thì lần này tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng hy vọng sẽ lưu lại với anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi, dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối. Nếu Timôthê có đến, hãy cố gắng giúp cho anh ấy cảm thấy thoải mái giữa anh em, vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. Vì vậy, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy giúp anh ấy đi bình an, để anh ấy trở về với tôi, vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với các anh em khác. Còn về phần anh em chúng ta là Apollo, tôi đã cố thuyết phục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh em. Nhưng hiện nay anh ấy chưa muốn đi. Tuy nhiên, lúc có dịp tiện, anh ấy sẽ đi. Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương. Thưa anh em, tôi còn một lời dặn nữa. Anh em biết gia đình Sephana là những trái đầu mùa tại vùng Achai. Họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ. Tôi khuyên anh em hãy thuận phục những người như vậy và cả những người đồng cam cộng khổ với họ. Tôi rất vui vì Sephana, Fortuna và Achai cơ đến đây. Họ đã bù lại sự thiếu vắng của anh em, vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em. Hãy biết quý trọng những người như vậy. Các hội thánh tại vùng Asia chào thăm anh em. Aquila, Berishin và hội thánh nhóm lại trong nhà họ gửi lời thăm anh em trong Chúa. Tất cả anh em ở đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào thăm anh em. Nếu có ai không kính yêu Chúa thì phải bị anathem. Maranatha, cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giê-xu ở với anh em. Tình thương của tôi ở với tất cả anh em trong Đấng Christ Giê-xu. Dân số ký chương 30. Sự hứa nguyện. Môi-se truyền lại cho con dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dạy mình. Môi-se nói với các thủ lĩnh của các bộ tộc Israel rằng: đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Khi một người nam khấn hứa với Đức Giê-hô-va hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ thì đừng thất tín. Người ấy phải làm đúng như lời miệng mình đã nói ra. Khi một người nữ trong thời niên thiếu ở nhà cha mình có hứa nguyện với Đức Giê-hô-va và buộc phải giữ điều mình đã hứa, nếu cha nàng nghe lời thề hứa mà nàng buộc phải giữ lấy đó nhưng không nói gì, thì những lời khấn hứa hay thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực. Nhưng nếu cha nàng khi nghe lời thề hứa và phản đối, thì những lời khấn hứa hay thề nguyện mà nàng đã thề hứa sẽ không còn hiệu lực nữa. Và Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng ngăn cấm nàng. Nếu người nữ ấy đã kết hôn và sau đó lỡ khấn hứa hoặc miệng nàng đã vội thốt ra điều gì tự ràng buộc mình, và nếu ngày ấy chồng nàng nghe biết điều đó mà vẫn không nói gì, thì những lời khấn hứa và thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực. Còn nếu ngày ấy chồng nàng biết được và phản đối,
thì lời khấn hứa hoặc thề nguyện vội vàng đó sẽ không có hiệu lực và Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Bất cứ lời hứa nguyện của một đàn bà góa hoặc một người đàn bà ly dị thì buộc phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã khấn hứa trong khi sống ở nhà chồng mình hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ lấy, và nếu người chồng đã nghe mà không nói gì và không phản đối, thì những lời khấn hứa và thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực. Nhưng nếu ngày mà chồng nàng nghe biết và hủy bỏ lời thề hứa đó, thì mọi lời khấn hứa và thề nguyện mà miệng nàng đã thốt ra sẽ không còn hiệu lực. Vì chồng nàng đã hủy bỏ các lời đó, nên Đức Giê-hô-va sẽ tha thứ cho nàng. Chồng nàng có quyền xác lập hay hủy bỏ mọi lời hứa nguyện mà nàng tự ràng buộc mình. Nếu chồng nàng vẫn không nói gì với nàng cho đến hôm sau, có nghĩa là chồng nàng đã xác nhận mọi lời khấn hứa hay thề nguyện của nàng. Chồng nàng đã xác nhận lời đó vì anh ta đã không phản ứng gì khi nghe vợ mình thề hứa. Còn nếu người chồng hủy bỏ các lời hứa nguyện đó một thời gian sau khi nghe biết, thì người chồng sẽ mang lấy tội lỗi của vợ mình. Đó là các quy định mà Đức Giê-hô-va truyền dạy cho Môi-se liên hệ đến người chồng và vợ mình, người cha và con gái mình khi nàng còn niên thiếu ở nhà cha mình. Dân số ký chương 31. Dân Madian bị bại trận. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy báo thù người Madian cho dân Israel, sau đó con sẽ được về cùng tổ tiên. Vậy Môi-se truyền bảo dân chúng rằng: Anh em hãy trang bị khí giới để tiến đánh dân Madian và báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Mỗi bộ tộc Israel phải gửi 1.000 quân ra trận. Vậy, trong mỗi bộ tộc Israel, người ta chọn 1.000 quân và có 12.000 người được trang bị khí giới để ra trận. Môi-se sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai mỗi bộ tộc 1.000 người cùng với Phinea, con trai của thầy tế lễ Eleasa, đem theo những khí giới thánh và kèn thúc quân. Họ giao tranh với dân Madian như Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se, và họ giết tất cả người nam. Trong số những người bị giết có 5 vua Madian là Evi, Rekem, Surơ, Hurơ và Reba. Họ cũng dùng gươm giết Balaam, con trai của Bê-ô. Dân Israel bắt phụ nữ và trẻ em Madian làm tù binh, cướp tất cả súc vật, bầy chiên và của cải của chúng. Họ đốt hết các thành nơi dân Madian ở và các doanh trại, rồi thu hết của cải, chiến lợi phẩm, kể cả người lẫn súc vật. Họ đem những tù binh và những chiến lợi phẩm đến trước Môi-se, thầy tế lễ Eleasa và hội chúng Israel đang đóng trại tại đồng bằng Moab, gần sông Giô-đanh, đối diện Jericho. Bấy giờ Môi-se, thầy tế lễ Eleasa và tất cả những người lãnh đạo đi ra ngoài trại quân để gặp họ. Môi-se nổi giận với các cấp chỉ huy quân đội vừa đánh trận trở về, tức là những chỉ huy trưởng 1.000 quân và những chỉ huy trưởng 100 quân. Môi-se nói với họ: Sao anh em để tất cả phụ nữ sống sót? Những phụ nữ này theo mưu kế của Balaam mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô, phạm tội trọng với Đức Giê-hô-va và khiến hội chúng của Đức Giê-hô-va phải mang họa. Vậy bây giờ hãy giết hết trẻ em nam và phụ nữ nào đã ăn nằm với người nam, nhưng chừa lại tất cả những thiếu nữ chưa ăn nằm với người nam nào. Còn về phần anh em, hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai giết người hoặc đụng đến xác chết, thì người đó phải tự thanh tẩy mình vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng phải thanh tẩy tất cả quần áo, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng gỗ. Thầy tế lễ Eleasa nói với những người lính đi đánh trận về rằng: Đây là quy định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, tức là mọi vật có thể chịu được lửa, thì anh em phải đưa ngang qua lửa để được tẩy sạch. Tuy nhiên, cũng phải dùng nước tẩy uế để thanh tẩy cho vật ấy nữa. Còn bất cứ vật gì không thể chịu được lửa, thì phải cho qua nước tẩy uế đó. Vào ngày thứ 7, các con phải giặt áo quần mình cho sạch sẽ rồi mới được vào trại quân.
Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: Con và thầy tế lễ Eleasa cùng với các thủ lĩnh của hội chúng hãy kiểm kê các chiến lợi phẩm đã thu được, cả người lẫn súc vật, rồi chia đôi chiến lợi phẩm đó cho những chiến sĩ và cả hội chúng. Trong phần thuộc về các chiến sĩ đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc chiên, con phải lấy một phần 500 đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Hãy lấy phần dâng hiến đó trong một nửa thuộc về các chiến sĩ giao cho thầy tế lễ Eleasa làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn trong một nửa kia thuộc về dân Israel, con hãy lấy 1/50, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc chiên, tức là tất cả súc vật, và giao cho người Lê-vi là người chịu trách nhiệm coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi-se và thầy tế lễ Eleasa làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se. Số chiến lợi phẩm còn lại mà quân lính thu được là 675.000 con chiên, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực và 32.000 trinh nữ. Trong một nửa thuộc về những người đã ra trận là 337.500 con chiên, thì dâng cho Đức Giê-hô-va 675 con, 36.000 con bò thì dâng cho Đức Giê-hô-va là 72 con, 3.500 con lừa đực thì dâng cho Đức Giê-hô-va 61 con, 16.000 người thì dâng cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao cho thầy tế lễ Eleasa phần dâng hiến làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đúng như Ngài đã phán dạy Môi-se. Một nửa kia thuộc về dân Israel, tức là một nửa mà Môi-se đã chia với những người ra trận. Một nửa này thuộc về hội chúng, gồm có 337.500 con chiên, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người. Trong một nửa này thuộc về dân Israel, Môi-se lấy ra 1/50 từ người hay súc vật và giao cho người Lê-vi là những người có trách nhiệm coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dạy mình. Các cấp chỉ huy, tức là chỉ huy trưởng 1.000 quân và chỉ huy trưởng 100 quân, đến gần Môi-se và nói: Các đầy tớ ông đã kiểm tra các chiến sĩ là những người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một người nào. Mỗi người trong chúng tôi có đem lễ vật bằng vàng đã thu được, như dây chuyền, xuyến, nhẫn, bông tai và kiềng dâng lên Đức Giê-hô-va để chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. Môi-se và thầy tế lễ Eleasa tiếp nhận số vàng, tức là tất cả đồ trang sức ấy, tất cả lễ vật bằng vàng mà những chỉ huy trưởng 1.000 quân và chủ huy trưởng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va, tổng cộng khoảng 190 ký. Mỗi chiến sĩ ra trận đều lấy chiến lợi phẩm cho riêng mình. Vậy, Môi-se và thầy tế lễ Eleasa tiếp nhận số vàng của các chỉ huy trưởng 1.000 quân và chỉ huy trưởng 100 quân, rồi đem vào lều hội kiến làm kỷ niệm cho dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Châm ngôn, chương 15. Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sằng sớm trêu cơn thịnh nộ. Lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức, nhưng miệng kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ. Mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Lưỡi hiền lành là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Kẻ ngu dại khinh lời khuyên dạy của cha mình, còn ai nghe lời của trách trở nên khôn khéo. Nhà của người công chính có nhiều báu vật, nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem rối loạn đến cho họ. Môi người khôn ngoan giải ra sự tri thức, còn lòng kẻ ngu dại chẳng được như thế. Đức Giê-hô-va ghê tởm sinh tế của kẻ ác, nhưng Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng. Đức Giê-hô-va ghê tởm đường lối kẻ ác, nhưng Ngài yêu mến người đeo đuổi sự công chính. Hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ đường ngay thẳng, còn kẻ ghét lời của trách sẽ phải chết mất. Âm phủ và trốn hủy diệt còn phơi bày trước mặt Đức Giê-hô-va, huống chi là lòng dạ của con người. Kẻ nhạo báng không thích bị của trách
hắn không muốn đến với người khôn ngoan. Lòng vui mừng làm cho vẻ mặt hân hoan, nhưng lòng buồn bã khiến tâm trí nao sờn. Lòng người hiểu biết tìm kiếm tri thức, còn miệng kẻ ngu dại nuôi mình bằng sự điên rồ. Mọi ngày của kẻ bị hoạn nạn đều là xấu, nhưng lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là có nhiều tài sản mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà yêu thương nhau, còn hơn ăn bò mập béo mà ganh ghét cặp theo. Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, nhưng người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi. Con đường kẻ lười biếng như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng. Con khôn ngoan làm vui lòng cha nó, nhưng đứa ngu dại khinh bỉ mẹ mình. Kẻ thiếu hiểu biết lấy sự điên dại làm vui, nhưng người khôn sáng cứ thẳng đường tiến bước. Thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng. Nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công. Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao. Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Đức Giê-hô-va đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài giữ vững ranh giới người quá bụa. Tư tưởng gian ác là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, nhưng lời thanh sạch được đẹp lòng Ngài. Kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Lòng người công chính suy nghĩ cách trả lời, nhưng miệng kẻ gian ác buông ra điều dữ. Đức Giê-hô-va ở xa kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính. Ánh sáng của mắt khiến lòng vui vẻ, tin tốt lành làm xương cốt cứng mạnh. Người nào lắng nghe lời của trách của sự sống sẽ được ở giữa những người khôn ngoan. Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách đạt được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan, và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.